Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 cho biết, do thời tiết xấu vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 28 tháng 8, tàu Phú Cường 0148 đã bị chìm tại vị trí có tọa độ 20 đến 39 độ vĩ Bắc, 107 đến 30 độ kinh Đông, cách đảo Hạ Mai năm hải lý, gần với đảo Bạch Long Vĩ. Lúc này trên tàu có 6 thuyền viên và chở 3.000 tấn than. Ngay sau khi nhận được tin báo, hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam đã thông báo với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn. Mặc dù thời tiết xấu, gió giật trên cấp 7, nhưng hiện nay tàu SIR-273 đã nhận lệnh triển khai công tác cứu nạn. Đến chiều nay, 4 thuyền viên đã được tìm thấy, hai thuyền viên vẫn còn mất tích.